Hello, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Đây, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn ha. Mô tô Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua, bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Có mua, có bán, có trao đổi luôn ha quý khách. Thường thì những chiếc xe xài lướt, đẹp. Và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng, sang tên mới được giao dịch mua bán ha. Có mua, có bán, có trao đổi luôn ha quý khách. Rồi mình bổ sung để cho các anh em tiếp cận clip sau, những người mới để biết ha. Còn các anh em xem lâu và có ủng hộ kênh thì chắc biết mình là lâu rồi, làm nghề mua bán này lâu rồi. Rồi trở lại cái clip chính ngày hôm nay. Thời gian qua các anh tìm một chiếc xe Triumph dòng tầm trung về phân khối. Nói chung nhỏ thì nó không nhỏ đâu, một xác xe nhẹ, một chiếc xe nó vừa phải. Nó rõ ra là chiếc Street Win và không có, thì hôm nay cửa hàng đang có một chiếc nha, mới vàng chiếc. Về hai chiếc, chiếc T120 thì làm clip xong đã bán về Hà Nội cho một người anh rồi. Còn chiếc này mấy ngày nay bận quá, hôm nay mới làm. Chiếc Street Win này đời 2021, được cái là chiếc này phiên bản đặc biệt ha, Edition luôn. Một cái màu xám đẹp, đời 2021, odo hơn 7.000 cây một tí xíu. Đây cái tem Street Win rồi, Limited Edition nha. Rồi đây EC1 hả, cái phiên bản này nó là như vậy. Đây đi qua một vòng anh chưa nghe, nghe điện thoại không? Alo, cái nào ta quên ta. À, dạ đợi tí lát em gọi lại cho nha. Em đang đi điện thoại cái lát em báo lại cho. Dạ. Em đang ghi hình cái. Dạ. Rồi, đang ghi hình, có một người anh hỏi trông đổ. Rồi, chiếc xe 2021 odo hơn 7.000 tí mới tinh ha. Biển số 59A335404 ha. Rồi, Street Win thì nhiều hả, nhưng mà phiên bản Limited Edition thì phiên bản đặc biệt á, thì hôm nay có, dòng này thì tương đối ít. Triumph mình đánh giá rằng là những dòng xe thiên về cổ điển, trong tất cả gần như Triumph thắng hết. Street Win nè, rồi T100, T120, những dòng xe được đón nhận rất là mạnh. Street Win và T100, T120 là những cái form người nhỏ con như người Việt hả, phần lớn, chứ mình không nói tất cả nha. Phần lớn thì dùng nó rất là nhẹ nhàng, cơ động, dễ dùng. Và trong cái tầm tiền xe mới thì tầm tiền tầm 400 triệu, yếu một chút, có khi hơn chút xíu thì tầm tiền như vậy xe mới ha. Còn xe qua sử dụng 200 mấy có, 300 có, 300 mấy có, thì cái phân, cái khuôn tiền nó cũng rất là vừa phải. Và các anh lựa chọn cũng khá là nhiều. Đây, Street Twin thì so ra với những dòng khác thì cái này nó kiểu nó thời thượng hơn, nó thể thao hơn, bởi vì nó bánh mâm ha. Còn những dòng kia thì nó thiên về Lexus cổ điển hơn. Nó nếu thể thao hơn thì có khi nó cũng không đúng, nhưng mà nó là bánh mâm ha. Chứ còn những cái này nè, những cái chụp cao su rồi đây, nó cũng là dạng nó làm cổ điển hết. Rồi đèn tròn, đèn này đèn halogen thôi nha, không có đèn led. Rồi xe odo 7.000 hơn tí, tất cả vỏ rồi rất là đẹp hả. Xe trang bị lên được một số đồ chơi cơ bản, chẳng hạn như những ốc chụp cốt gấp nè, trước nè. Rồi rồi bảo vệ các nước nè, ốp gầm nè, chống đổ nè. Rồi những cái món cơ bản hả. Rồi những cái nắp chụp nhớt nè, chụp thâm nhớt hả. Rồi những con ốc đầu, những cái này cũng tốn tiền lắm hả, nhưng mà nó cũng cơ bản, vừa đủ thôi. Còn các quý khách về thì các quý khách có thể muốn thêm, muốn xuống gì đó tùy hả, thêm thôi chứ chắc cũng không xuống, có gì đâu xuống. Cho xem có ô đô đi, chiếc xe quá xuất sắc đẹp luôn. Mô tô Văn Nga thì thường những chiếc xe xài lướt ha quý khách. Màu này là cái màu nhám nha, coi cái tông màu này là tông màu nhám ha quý khách. Rồi chứ nó không phải là bóng lưỡng. Ô đô đánh hôm nay thì 7.199.
Dòng này thì cũng được trang bị hai mốt chạy, dòng mới này trang bị hai mốt chạy như là chiếc T120 ha. Đây, chiếc xe đẹp xuất sắc luôn nè. Đây mốt chạy mình xử lý trên đây hả, mốt chạy. Đây. Rồi quá mới luôn, cực kỳ xuất sắc. Để đi vào chi tiết chứ, mình ghi nãy giờ chưa nói về chỗ chi tiết. Rồi đây hả, động cơ 900 phân khối nha, giải nhiệt bằng nước, bằng dung dịch hả. Rồi lốc màu đen, bô đồ zin hả, mới tinh nè. Xe đi 7.000, giữ gìn rất là kỹ hả. Rồi Street Queen thì có cũng nhiều, nhưng mà phiên bản đặc biệt như đã nói thì nó ít chứ nó không nhiều ha quý khách. Rồi cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc nha. Moto Vanga bán là dám khẳng định cho quý khách nha, chiếc xe không có điểm nào chê được đâu ha. Quan trọng là về cái giá nó phù hợp với quý khách hay không mà thôi. Thường thì những chiếc xe đi nhiều hoặc là nó xấu hay này kia thì cái giá nó phải ít hơn. Còn những chiếc xe đẹp và len can như thế này thì cái giá phần lớn nó cũng phải hơi nới hơn ha quý khách. Và nó là một phiên bản đặc biệt luôn. Đây. Như đã nói lúc đầu thì thể trạng của người Việt mình thì nó phần lớn nó cũng những anh em cũng vừa tầm 1m65, 63, 60 rồi trở lên á, xoay quanh như vậy đó, thì những con Street Queen này nó dễ dùng, nó nhẹ nữa. Trọng lượng khô của nó thì đâu đó có 198 kg, nếu đổ đầy thùng xăng này nữa thì 210 mấy kg mà thôi, đầy thùng xăng nó rất là dễ dùng. Chiều cao yên thì 765 thì nó thấp chứ nó không có cao ha. Mình có 1m65, 66 mà ngồi nói chung là rất là thoải mái. Rồi nhẹ nhàng chui vô cà phê hay là đi làm đi chơi vùng miền gì, chiếc đối với chiếc này thì khá là dễ dàng. Mình chỉ nói những thông số cơ bản hả, còn những cái sâu hơn thì quý khách có thể tìm hiểu thêm trên mạng hả. Rồi chống này được vô luôn rồi, cũng khỏe. Rồi nổ máy nha. Rồi đơn giản gọn lẹ là em nó gọn nhẹ là em nó hả. Rồi chiếc này thì chắc các quý khách không có điểm nào chê thôi, trừ khi màu sắc thì các anh thích màu này người thích màu kia thôi, chứ còn nó là màu này và phiên bản đặc biệt hả. Rồi cái giá mà quý khách quan tâm nhất sẽ là cái giá bán 335 triệu hả quý khách. Chiếc Street này đời 2021, Odo 7.000, phiên bản đặc biệt nha, giá bán 335 triệu. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, quý khách mua thì mình bao hỗ trợ rút gốc là hết hả. Còn các anh ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ ra công chứng và về sang tên thôi. Rồi. Giá bán 335 triệu nha, chiếc xe đẹp len keng luôn, phiên bản đặc biệt luôn nha. Lâu lâu mới có một chiếc chứ phiên bản đặc biệt mà. Rồi, mình điểm sơ qua, quý khách xem sơ qua một cái ha. Lúc nãy có làm rebel rồi, có điểm rồi, nhưng mà thầy kể lướt qua một cái cho xem cho vui hả. Hiện tại ở cửa hàng xe cũng còn rất là nhiều, và ở bên trong nữa không tiện xuống dưới. Rồi, rồi ở ngoài vô trong. Rồi lướt qua anh em xem nha. Đó là đây là chiếc CB1000
CB1000 đời CB1000R đời 2022. Chiếc xe mới lăn bánh có 240 cây số mà thôi. Xe mới tại hãng, sao em nó gần được như vậy luôn. Tiết kiệm được hơn 100 triệu so với đi mua xe mới nha. Các anh có thể tham khảo thêm khi đi mua xe mới hoặc là quyết định chiếc này nha. Giá bán 440 triệu mà thôi. Rồi, quý khách có quan tâm chiếc này thì xin trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Motovania thì có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn. Các anh thường thì xe về mình cập nhật sớm trên trang Facebook và hai cái trang Zalo. Tại nó cập nhật nhanh đó, mình cập nhật trên đó sớm. Các anh có tìm kiếm cái xe nào theo mong muốn của mình có thể rằng là tham khảo thêm trên hai cái trang đó. Và mình nhắc cái trang, những trang như vậy thì để cho anh em theo dõi để mua bán cho nó an toàn hơn, nó yên tâm hơn về một cá nhân ha, để giao dịch ha. Motovania có địa chỉ nhà mình đây luôn, doanh nghiệp mình đây, nhà mình đây luôn là địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi xin chào hết tất cả ha. Rồi tạm biệt, chân thành cảm ơn tất cả.